Trà sữa Thái siêu to khổng lồ, buồn uống không có được. Hôm nay Vân sẽ làm món trà sữa Thái đỏ giới thiệu với cả nhà. Hồi trước á, là Vân đã từng thử làm món này rồi nhưng mà không biết làm sao cho giống hương vị ở bên Thái á. Nhưng mà ngày hôm nay thì vô tình có một chị bạn của Vân đi Thái rồi đem trà về, rồi sữa cũng từ Thái Lan về, nên là Vân có cơ duyên làm món này chuẩn theo hương vị của Thái Lan luôn. Ngoài sữa đặc trà thì có một loại sữa đặc biệt của Thái sẽ quyết định nên hương vị của vị trà sữa này nha. Nói chung là khi mà mình định nhờ một ai đó làm một cái điều gì đó đó mà người ta không hiểu ý mình đó, thì thiệt ra cái này mình chỉ cần đục hai lỗ thôi, giống như sữa bình thường của mình thôi, thì mình sẽ rót một cách rất là đẹp. Nhưng mà có một người anh ha, có một người anh đang đứng bên kia quen cái hộp rồi cho nên cái hộp sữa mà cũng đóng không mở như cái kiểu này. Trời ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô nha. À, mà ra món này á, thì Vân sẽ làm với xương sáo. Nhưng mà do là quên mua mất tiêu rồi, cho nên là mình sẽ làm với rau câu dẻo xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng nha. Chị Vân á, thì có chia sẻ là trà sữa Thái thì mình không có uống với đường, mà độ ngọt của trà sẽ quyết định bởi sữa đặc, và cả nhà sẽ thêm ít hoặc nhiều tùy theo khẩu vị của mỗi người. Chúng thích uống trà sữa, rất là không thích và rất là ít khi uống. Con nhai nữa vậy. Sao cái xó này vui vậy. 10 điểm. Trà sữa đặc, sữa Thái, Vân sẽ cho vào ly để khuấy đều, rồi cho thêm đá mắt lạnh vào ly nhỏ xíu xiu này thôi. Cho thêm topping rau câu đỏ phía trên cho thiệt là đẹp, thật là hấp dẫn, rồi mình sẽ châm thêm sữa Thái vào nha. Thế là bây giờ mình đã có ly trà sữa Thái ngon lành siêu to khổng lồ rồi. Sawadika Thái Lan. Nói chứ buồn, uống không có được. Buồn, uống không có được. Buồn, uống có được. Chứ không bình thường. Đi.